nhộn nhịp với hàng loạt nhân sự được bổ nhiệm tại các bộ: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao vừa tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Ngày 10 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Đinh Thị Thúy Ngân được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Phạm Thị Kim Cúc được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Trần Vân Anh được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Dân tộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm nhiệm vụ mới, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng, trên cương vị mới, các cán bộ sẽ mạnh dạn và nhanh chóng hòa nhập với công việc mới, tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ để mỗi người đều đúng vai trò, thuộc bài, triển khai đúng nhiệm vụ mới của mình. Cũng ngày 10 tháng 9, thay mặt tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp nhận bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Chu Đức Lam, trưởng ban Kế hoạch Tài chính Đài Truyền hình Việt Nam giữ chức Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính Bộ Tài chính. Chúc mừng đồng chí Chu Đức Lam được Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính. Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đề nghị đồng chí Chu Đức Lam trên cương vị mới cần tiếp tục phát huy những kinh nghiệm công tác, trau dồi kiến thức, tập trung xây dựng khối đoàn kết nội bộ, truyền thống đoàn kết của Cục Tài chính để lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 9, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã trao quyết định của Ban Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc điều động bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Phạm Quang Toản, thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Mua bán nợ Việt Nam, giữ chức Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Đây là lần đầu tiên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính có Chánh văn phòng chuyên trách. Chúc mừng tập thể Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng giao chức vụ Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng. Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn tin tưởng đồng chí Phạm Quang Toản với nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Bộ Tài chính sẽ cùng với văn phòng Ban Cán sự tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động phối hợp hiệu quả trong nhiệm vụ cũng như công tác tham mưu cho tập thể Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ngày 8 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định cử đồng chí Bùi Hà Nam, Phó Vụ trưởng phụ trách vụ Trung Đông, Châu Phi làm quyền Vụ trưởng vụ Trung Đông và Châu Phi, điều động bổ nhiệm đồng chí Tạ Phương Dung, tập sự Phó Vụ trưởng vụ ASEAN, giữ chức Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế Thanh tra, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Việt Kiên, tập sự Phó Vụ trưởng vụ ASEAN, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu Học viện Ngoại giao. Bổ nhiệm đồng chí Hà Hoàng Hải, tập sự Phó Vụ trưởng vụ Châu Âu, giữ chức Phó Vụ trưởng vụ Châu Âu. Điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đồng Trung, tập sự Phó Vụ trưởng vụ ASEAN, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ. Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chúc mừng các cán bộ được nhận nhiệm vụ mới và cho rằng đây là trọng trách cũng như trách nhiệm mà Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu bày tỏ tin tưởng các cán bộ mới đã được bổ nhiệm điều động sẽ công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh trong bối cảnh tình hình mới hiện nay. Trên đây, Kiến thức và Giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự cấp bộ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.